đình ý kiến rộng rãi. Đó là lời mời gọi mỗi người chúng ta trong buổi chay tháng này. Xin cho chúng ta thật lòng ăn năn sám hối để trở về với Chúa. Cùng với các đoàn thành viên, mỗi người chúng ta nhìn về Chúa gửi xin ơn lời tạ ơn và xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Đặc biệt xin cho chúng ta đủ sức để chiến đấu với những cơn cám dỗ trong cuộc đời. Để lời cầu nguyện, lời xin ơn của chúng ta được Chúa chấp nhận. Chúng ta cùng xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì tội lỗi, những yếu đuối của phần người chúng ta. Tôi vui nhận. Thank you.
thời gian con. Con có thể cứu bạn con. Xin lỗi, còn ai còn... Điện thoại chuyển chế độ rung giùm con đi. Mới nói cái này, cái khác nó đổi. Con cứu bạn con giùm cha ha. Rồi một chàng pháo tay cho hai con bé. Tính ra là bé nó tự chớ rằng là quỷ nó cám dỗ rằng là chú đói, thử coi coi nếu mà Chúa có quyền năng thì hóa cái bánh từ tảng đá. Rồi cái thứ hai là Chúa nói quỷ nó đem Chúa đi lên đỉnh núi và nó nếu mà quỷ lụy thì nó sẽ trao quyền cho Chúa. Thế nhưng mà cái cám dỗ thứ ba, ai có nhớ cái cám dỗ thứ ba là cái gì không? Cái cám dỗ thứ ba quỷ nó nói cái gì? Có ai nhớ được con không? Cái cám dỗ thứ ba quỷ đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ. Rồi quỷ nói cái gì với Chúa? Có ai nhớ không? Quỷ nói gì với Chúa? Có ai nhớ giúp con? Quỷ nói gì với Chúa? Đó là gì? Cái bí quyết và cái
đó chính là gì? Ai nói nhỏ nhỏ đúng rồi đó, là gì? Nó lớn lên là lời gì? Ai nói nó lớn nhưng đi hình như đúng rồi đó, ai vậy? Do lời Chúa để do phúc âm. Cảm ơn cô. Một tràng pháo tay cho cô. Chúa Giêsu chiến thắng các cơn cám dỗ không phải từ sức của mình nhưng nhờ vào lời Chúa. Ngày hôm nay người ta dễ xa trước cám dỗ và người ta buông mình cho các cơn cám dỗ, rất đơn giản, chỉ vì người ta không còn bám vào lời Chúa nữa. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Một năm chỉ mở Kinh Thánh đọc được mấy lần, thành thật với nhau một cái. Dạ không. Một năm mở được mấy lần cuốn Kinh Thánh? Dạ hai lần. Lần nào? Dạ tại rảnh là mở. Một năm mở hai lần, rảnh thì mở dễ thương vô cùng luôn. Rồi miền Nam mình cứ nói thẳng nói thật vậy đó. Ngày mở Facebook mấy lần? Hôm nay nói thiệt chơi á, đi đâu cha đâu có lấy tên tuổi đâu lo. Ngày mở Facebook mấy lần? Rảnh cũng mở, nhưng mà ngày mở Facebook mấy lần? Không sao đâu, không có lấy tên lấy tuổi không làm gì hết, chỉ hỏi để mình nhìn lại đời mình thôi. Bởi vì con người này cũng yếu đuối. Ngày mở Facebook mấy lần? Ngày cũng hai lần, lần hai đi. Có mở Zalo không? Có chơi Zalo không? Có đọc mạng không? Gà bọn lưới quen ra con ngại. Một ngày con nuôi Facebook của con mấy tiếng con gái? Con rảnh thì con vô. Có một ngày nào đó con đọc Kinh Thánh giống như con vô Facebook không? Dạ chưa. Rất thành thần và rất dễ thương. Mình cứ thẳng thắn với nhau đi. Lời Chúa thì mình không đọc, lời Chúa thì mình không suy, lời Chúa thì mình không bám vào. Để rồi bao nhiêu cái chuyện bên ngoài nó nhập vào trong cái đầu của mình. Lẽ ra mình để cho Chúa hướng dẫn đời mình, cuối cùng mình để ba cái tin vịt, ba cái tin gì đâu đâu á. Ngày hôm nay người ta làm tin giả rất là hay. Ở đâu có cái gì giả giả hết, cái là tu theo, nghe và tin. Like lẹ lắm, share lẹ lắm, comment lẹ lắm. Nhưng mà có bao giờ mình like lời Chúa không? Có bao giờ mình share lời Chúa không? Có bao giờ mình comment lời Chúa và mình nói với hôm nay Chúa nói với con cái gì? Chúa dạy con cái gì không? Đời mình nó cứ vần vã vần vờ và nó cứ chìm đắm trong các cơn cám dỗ của đồng tiền, của danh vọng, của quyền lực. Bởi vì mình không đặt cái nền tảng đời sống của mình trên lời Chúa. Lướt web, coi phim, chơi game, bắt Pokemon hả con? Bắt cái gì? Con nói con gì? Pokemon hả? À, mấy cái đó thì lẹ lắm. Còn chẳng bao giờ mà mình chịu mở quyển Kinh Thánh để mình coi ngày hôm nay Chúa nói với con điều gì? Chúa dạy con điều gì? Chính vì mình không đặt lời Chúa làm trung tâm đời sống của mình để cho cái gì đâu đâu nó điều khiển, cuối cùng cuộc đời mình nó mệt mỏi lắm. Xong rồi chạy lên còn nói giáo nữa chứ, vừa xấu vừa ác mà còn vừa nói giáo nữa. Mình bỏ Chúa để rồi cuộc đời mình nó khổ, cuối cùng chạy đến đóng phim ác. Chúa ơi, Chúa thương con nghe Chúa, mà thật sự ra mình có thương Chúa đâu. Tới với Chúa khi mình cần thôi, còn khi mình no đủ, mình vui, mình đâu có bao giờ nhớ tới Chúa đâu. Thậm chí đi lễ căm me, vừa khít lễ rồi tới. Ở đây nhà quê nó đỡ, chứ còn Sài Gòn là chưa kịp ban phép lành là đi về rồi. Nhà thờ này hơi bé thì mình cũng hơi thông cảm. Còn những cái nhà thờ khác thì đi lễ là đứng xa xa, ngồi cầm nước quét và cảm thấy đi lễ đủ rồi. Và chính vì mình đối với Chúa như thế, mình vừa ăn gian mà mình còn vừa ác nữa. Chúa ơi sao Chúa bỏ con?
bỏ ta chứ ta đâu có bỏ mi. Mi đến với ta khi mi thiếu thốn, khi mi cần ta thôi. Còn khi mi đủ, mi no, có bao giờ mi tới với ta đâu. Và mình nhìn lại cái đời sống đức tin của mình có vấn đề. Mình là người bất bình thường với Chúa. Bởi vì Chúa thương mình nhiều lắm, Chúa ban cho mình nhiều ơn lắm, Chúa ban cho mình quá nhiều ơn. Nhưng mà vì mình trách kỷ, mình thấy người này người kia hơn mình là mình ganh tị, mình thấy người này người kia nghèo hơn mình, dở hơn mình là mình chà đạp, và mình nói hành, nói xấu người khác, mình lên án người khác. Trong khi đó mình là ai? Chúa thương mình nhiều, nhưng mà mình không bao giờ được nhận ra cái tình thương đó. Để rồi mình lúc nào mình cũng là cái bệnh bệnh hang trong người của mình, và mình càng ràng với Chúa đủ thứ hết. Chúa ơi, sao Chúa để cho con thế này? Chúa để cho chồng con thế này, Chúa để cho chồng con thế kia, Chúa để cho con của con thế kia. Nhưng mà có bao giờ con coi lại con sống đời sống đức tin của con như thế nào? Một bà thánh Monica chúng ta nhớ, ông chồng không ra gì hết, con không ra gì hết, nhưng mà bám vào Chúa. Và cuối cùng cuộc đời của thánh Monica chúng ta thấy rõ ràng một thành quả rất tốt đẹp. Mẹ làm thánh và con cũng làm thánh. Còn chúng ta không bao giờ chúng ta nhìn lại chúng ta không bao giờ nhìn lại cái đời sống đức tin của mình. Người ta sống không nhờ cơm bánh, bây giờ ăn càng nhiều cơm càng chết, bởi vì ăn bạo là dính vào cái nước mắm gì đó 44.800 đồng 5 lít ăn hết chết. Hôm qua coi cái video clip, người ta xịt cái đống khoai lang toàn là hóa chất, nuôi cái con tôm từ đầu cho tới lúc mà xuất bến toàn là hóa chất. Đi nghe cái ruộng lúa ở đây, người ta xịt thuốc bằng máy. Ngày hôm nay đúng Chúa nói người ta không sống nhờ cơm bánh, bởi vì ăn cơm bánh toàn các chất không chất xấu, mà sống bằng lời Chúa. Mà chính vì người ta không có lời Chúa trong cuộc đời để người ta làm những chuyện thất đức. Người vì mình hại mình, chứ không có người khác hại đâu. Đừng đi chửi người ta, tội nghiệp người ta. Chính mình bỏ quá chất và mình bán cho người đồng loại của mình để mình kiếm lời. Bởi vì trong lòng của họ, họ không có Chúa, và họ không có lương tâm để rồi họ thoải mái, họ đầu độc anh chị em đồng loại người và họ kiếm lời. Ngày hôm nay bước vào chủ nhật thứ nhất của hội thánh, Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ, nhưng ma quỷ không khuất phục được Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu bám vào lời Chúa và đặt nền tảng cuộc đời của mình trong thánh ý của Chúa Cha. Xin cho mọi người chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, yêu mến lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa và đem lời Chúa ra thực hành, để rồi tất cả những cơn cám dỗ đến với chúng ta đều vượt qua nhẹ nhàng như Chúa Giêsu. Xin mời con bạn đi. Tôi tìm kinh mô Thiên Chúa là cha hoàn năng. Thank you.
chiến đấu với những cám dỗ và sự kiện. Chúng ta cùng Ngài xin Chúa ban ơn nhân sinh để chúng ta biết theo gương Đức Kitô trung thành, thân phục thành ý Chúa. Do được chờ tiên sư đức tin, xin cho các mục tử trong hội thánh chuyên tâm nuôi dưỡng cho Chúa bằng đời hành sống và mình máu thánh Chúa, để họ không chỉ tiên sư đức tin nơi nhà thờ mà còn mạnh mẽ lan truyền đức tin vào cuộc sống. Chúng con cầu xin Chúa. Để tìm kiếm và sống cho những giá trị tinh thần cao cả và trường tồn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin hãy ở cùng chúng con trong lúc gian truân. Xin cho những anh chị em tật nguyền, những người bị bỏ rơi, những nạn nhân thiên tai cảm nhận tình thương ân cần của Chúa qua sự quan tâm Thank you.
Thank you.
Chúng ta nhớ lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng ta thương lấy lòng bầu trời nơi dựng chúng con đặt chân đi trên bản lề đức tế trên vườn quả đức thánh hạng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là đấng triệu sinh thánh thần và biết đến lời Chúa đã tin tưởng hàng ngày. Chúng con cầu xin dạy Kitô cho chúng con. Amen. Xin Chúa hòa thánh là Cha, là Con.
anh chị em